Mưa qua miền đất rồi, ngày
Thật là một giọng ca tuyệt vời phải không thưa quý vị? Và để hát cho tròn vành rõ tiếng như vậy thì đối với bạn Thủy Tiên cũng đã là một sự tập luyện rất kỳ công. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay một lần nữa cho bạn Thủy Tiên và anh Thế Minh.